Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Phương Nam Mobile. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2020 anh em nhé. Cũng là vào 18 âm lịch rồi. Sắp đến Tết cổ truyền của miền Nam rồi. Chúc anh em là năm mới là thật nhiều sức khỏe nhé. Sang năm là anh em mua điện thoại của em thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền để mua điện thoại thật nhiều nha anh em nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu lại cái quy trình làm việc của bên em, đó là cọc trước phí vận chuyển từ 50 cho đến 100 nghìn tùy vào giá trị của máy. Nếu giá trị của máy mà trên 4 triệu là cọc trước cho em phí vận chuyển là 100 nghìn anh em nhé. Dưới 4 triệu là cọc trước cho em là 50 nghìn. Số điện thoại bên em duy nhất là 0368 60 từ cái 2. Địa chỉ ở 155 Trường Chinh, Hà Nội. Đó. Và bên em ship toàn quốc. Với phí ship như nãy em đã bảo là 50 và 100 nghìn tùy theo giá trị máy. Ở đâu cũng thế. Và anh em mua máy gì cũng thế. Tùy theo giá trị của máy thôi. Đó. Thì có rất nhiều anh em bảo là bán hàng đắt, thực sự là em cũng biết là giá bên em là đắt chứ không phải không biết đó, nhưng mà em bán với cái chất lượng của bên em đấy, em nói với anh em là như vậy chứ không phải là em bán thì chạy theo cái chất lượng của người ta, nó rất là vô vàn. Có người người ta bán rẻ nhưng đúng với chất lượng của người ta, có người ta bán cao hơn cả em nhưng mà chất lượng của người ta bảo chỗ độ bảo hành người ta thật là dài, thì tùy vào yêu cầu của mỗi người thôi, thuận mua vừa bán. Nếu anh em mà cảm thấy phù hợp với mình, ví dụ như chiếc điện thoại này phù hợp với mình, giá thành phù hợp với mình và tin tưởng em thì mua, còn không tin tưởng thì em cảm ơn anh em đã ủng hộ theo dõi. Đó. Đầu tiên thì em giới thiệu cho anh em đó là chiếc hôm nay giới thiệu lại cho anh em là chiếc iPhone 6S đi. iPhone 6S thì em về được 4 cây 32 nhá. 4 cây 32 GB. 32 GB và một cây 64 GB. Có hai đen và một hai hồng, 32 GB nhá anh em nhá. 16 GB thì thực sự là nếu mà có nhiều anh em lại chơi ít, còn 64 GB thì lại bảo là giá hơi cao nên em cố gắng em nhập lại 32 GB, nó ở mức vừa tầm cho anh em. Đó, 32 GB này giá là 2.850.000 nhá. iPhone 6S bản quốc tế 2.850.000, máy hình thức đẹp, pin toàn 100%, em thay mới cho anh em tại vì 6S nó cũng ra lâu rồi. Có con nào mà pin 9X thì em để lại, còn không thì em thay mới hoàn toàn cho anh em nhé. Thay mới cho anh em để anh em dùng cực kỳ yên tâm nhé. iPhone 6S bản quốc tế, bộ nhớ của nó là 32 GB, giá 2.850.000 anh em nhé. Có duy nhất 4 cây thôi. Đó, iPhone 6S 32 GB. Bản 32 GB này thực sự ra là rất là ít. Ít hơn 16 64 rất là nhiều. Bản 32 GB này nó ra sau nhé anh em nhé. Đây, còn 64 GB thì có duy nhất một cây. Giá là 3.050.000 anh em nhé. Cũng zin đẹp và pin 100%, pin tốt đấy. Đó. Pin tốt nha anh em nhé. Test full chức năng ok. Máy là bản quốc tế nha anh em nhé. Bên em chỉ bán iPhone bản quốc tế. Đó. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là 6S Plus. 6S Plus thì em về được 5 cây nha anh em nhé. 6S Plus. 6S Plus bộ nhớ của này là sẽ là bao nhiêu GB đây? 64 GB nha anh em nhé. 6S Plus 64 GB. 6S Plus 64 GB bản quốc tế, pin toàn 100% anh em ạ. Pin thay mới cho anh em dùng cực kỳ yên tâm. Dòng 6S Plus này thay pin mới anh em dùng cực kỳ trâu bò, dùng hơi bị phê luôn. Đó. Giá con này là 4.350.000 anh em nhé. iPhone 6S bộ nhớ 64 GB bản quốc tế, pin mới 100%. Đó. Còn nếu thực sự ra chia sẻ thật với anh em là nếu mà có những người người ta có những anh em chơi bên em đắt, có những người người ta bán rẻ hơn vài trăm nghìn, cực kỳ đơn giản, đó là viên pin thôi, pin cũ của người ta chất lượng bây giờ 70-80%, thì giá bên em thay viên pin mới lên cũng đã chênh lệch hơn 200-300 rồi, 200 rồi. Và thứ nhất, thứ hai là ví dụ hình thức của họ xấu hơn thì tất nhiên họ nhập với giá rẻ hơn rồi. Còn hình thức của em bên em đẹp hơn thì tất nhiên bên em sẽ nhập giá cao hơn rồi. Nó tùy vào chất lượng, anh em đừng có đánh giá vì cái đồng tiền. Đánh giá tù mù như vậy. Đúng không ạ? Tùy vào chất lượng và tùy vào hình thức đó chứ. Đó, iPhone 6S Plus 64 GB bản quốc tế, pin mới 100%, giá là 4.350.000 anh em nhé. Em có duy nhất 5 cây. Chắc em chỉ bán thêm 1 đến 2 video nữa là bên em nghỉ Tết rồi. Đó, còn máy bên em cũng không bán nữa, bên em để ra riêng. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là Samsung S8 Plus, Samsung S8 Plus anh em nhé. Đây là hai cây Samsung S8 Plus, một trắng và một đen. Đó, S8 Plus. Con này là RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB anh em nhé.
Con này là chạy chip Snapdragon là 835. Chạy chip Snapdragon 835. Con chip này phù hợp hơn cho anh em chơi game, nếu anh em chơi game bản một sim nhé anh em nhé, bản một sim. Nếu anh em chơi game thì con chip này phù hợp hơn là con chip Exynos của bản Hàn nhé anh em nhé. Em thấy nhiều người người ta nhiều anh em hỏi cái con chip Snapdragon 835 này của Samsung S8 Plus nên em mới nhập về. Đó, con này là màn 6,2 inch, giá là 3 triệu. À, pin là 3500 mAh, bảo mật vân tay, nhận diện khuôn mặt, bóng mắt đủ cả nha anh em nhé. Bản một sim này thì rẻ hơn gần 700.000 cho đến bản hai sim nha anh em nhé, gần 700.000. Nếu anh em không sử dụng đến hai sim mà mua bản một sim này chơi game thì hoàn toàn là tuyệt vời. Con này giá là 5 triệu. Samsung Galaxy S8 Plus. Đó, Samsung Galaxy S8 Plus Nhật nha anh em nhé. Giá là 5 triệu. Máy là máy chính hãng nha anh em nhé, không phải là máy tàu đâu nhá. Bản Nhật là bản Nhật, chứ không phải là bản Nhật và bản tàu. Đó, anh em mua về chơi game thì tuyệt vời. Đây cũng là Samsung Galaxy S8. S8 nhỏ, S8 thường. Hình thức còn đẹp lắm anh em ạ. Con này cũng RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Đó, và con này cũng chạy chip Snapdragon 835 anh em nhé, một sim. Camera con này 12 chấm và 8 chấm, màn 5,8 inch, pin 3000. Giá con này nếu mà bản hai sim thì nó 4,7 triệu, và bên em bán con này bản một sim mà có chip lại phù hợp cho anh em chơi game nhá. Nếu đấy là tùy mục đích của sử dụng của anh em, nếu anh em thấy mục đích sử dụng của anh em cần hai sim thì anh em liên hệ bên em sẽ cố gắng điều hai sim về cho anh em. Còn nếu mà anh em không thấy hai sim, anh em không cần dùng đến hai sim và mục đích là chơi game các thứ thì con chip Snapdragon 835 này sẽ phù hợp hơn với anh em, và con này lại còn rẻ hơn. Con này bán với giá là 4,150,000 nha anh em nhé. Samsung Galaxy S8 4,150,000. Đó, S7S bây giờ cũng đã bán hơn 3 triệu rồi. Thì con Samsung Galaxy S8 này bán với giá 4,150,000 nha anh em nhé. Rất là tuyệt vời. Đó, và đây là LG V30. LG V30 thì bên em có duy nhất một cây. Đây, nó hơi xước một tí kính cam. Chụp ảnh các thứ bên em đã test ok, vân tay các thứ ok, tất cả chức năng ok nha anh em nhé. LG V30, con này RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Chạy con chip Snapdragon 835, cũng con chip rất là mạnh. Đó, để anh em chơi game tác vụ tuyệt vời. Đó, camera con này là 16 chấm và 13 chấm. Đấy là camera sau, hai camera gồm 16 chấm và 13 chấm. Camera trước là 5 chấm anh em nhé. Pin là 3300, pin quá trâu bò luôn anh ạ. Pin quá trâu bò luôn. Và con này em để chế độ chờ mấy hôm mà pin tụt rất là ít. Đó, pin rất là trâu bò. Giá con này bán giá là 3 triệu anh em nhé. 3 triệu. LG V30 giá 3 triệu. Cấu hình khủng, pin ngon, màn rộng, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, tiếp theo lại giới thiệu cho anh em là những cái mã nó hot hot tí đi. Đó, là còn một chiếc iPhone 7 Plus bản 3GB nha anh em nhé. Xước một tí kính ở đây. Đó, xước một tí kính. Con này xem là pin bao nhiêu phần trăm. Con này pin 83 anh em nhé, pin 83. Giá bán con này là 5 triệu 8 anh em nhé. iPhone 7 Plus bản quốc tế. Đó, bộ nhớ 32GB. Máy zin, nếu anh em thích thích thay pin thì liên hệ với bên em nhé. Còn con pin nguyên bản của nó thì là pin là 83%. Đó, máy zin pin nguyên bản là 83%. Còn nếu anh em thích thay pin thì liên hệ và hotline 0368 60 42, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho anh em chi tiết nhá. Đó, sẽ có kỹ thuật thay cho anh em. iPhone 7 Plus còn duy nhất một cây màu hồng, bộ nhớ 32GB, giá 5,8 triệu. Tiếp theo là iPhone 5S bộ nhớ 16GB bản quốc tế, giá là 1,350,000. 1,350,000. Đó, xin nói với anh em đó là tại sao giá là 1,3 triệu. Có những nơi người ta bán 1,1 triệu, 1,2 triệu, đó là chuyện bình thường. Đó, thứ nhất là pin họ bên họ kém, thứ hai có thể vỏ là vỏ thay. Còn đây là iPhone 5S, kiếm được vỏ zin rất là khó luôn, tại vì cái dòng này nó ra rất là lâu rồi nha anh em nhé. Ra rất là lâu rồi nên kiếm được vỏ zin và pin còn tốt thực sự là giá rất là cao và kiếm rất là khó. Đó, chứ không phải là những anh em khác cũng có thể kiếm được, và em cũng kiếm cũng rất là khó mới có được. Nhưng
họ không kiếm, họ không 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 bán cái dòng này. Ví dụ như bán anh em thấy là bán qua video này thì họ sẽ bán cái mặt hàng giá rẻ đúng không? Nhưng mà em không, em không, em bán những mặt hàng ấy thì dần dần sẽ mất khách, tại vì pin kém thì họ sẽ chê, và vỏ thay thì không ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà em tìm được pin tốt và vỏ zin thì tất nhiên là chất lượng nó sẽ là ok hơn đúng không em? Giá con iPhone 5S này là 1.350.000 anh em nhé. Hình thức đây, vỏ zin nhá, đó không phải vỏ thay nha anh em nhé. Đấy, vẫn có trầy xước nhưng mà nó ít, đó nó ít anh em nhé, nó không phải là quá quá là nhiều. iPhone 5S bộ nhớ 16GB bản quốc tế, máy zin, pin 9x, 89% trở lên nhé anh em nhé, 89% trở lên, đa số là 9x, giá là 1.350.000 đó, 1.350.000. Nếu mà anh em cảm thấy phù hợp thì ủng hộ em, mà không phù hợp thì em vẫn cảm ơn anh em. Đó, đây là iPhone 6, iPhone 6, bộ nhớ con này là 16GB nhá anh em nhá. iPhone 6 16GB. Đó. iPhone 6 16GB giá 2.050.000, pin tốt luôn. 2.050.000. Pin tốt luôn anh em nhá. 2.050.000 iPhone 6 quốc tế 16GB, 2.050.000. Và đây là iPhone 6 Plus. 6 Plus thì còn duy nhất một cây màn rộng pin trâu. Pin con này cực kỳ trâu bò luôn. Duy nhất một cây bộ nhớ 64GB. iPhone 6 Plus bộ nhớ 64GB. Con này bán giá là 3 triệu rưỡi anh em nhé, 3 triệu rưỡi. iPhone 6 Plus quốc tế bộ nhớ 64GB giá là 3 triệu rưỡi. Đó. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là hết cái dòng này đi. Đây là Z 510, Z 5 2016. Đó. Giá là 1.650.000. Z 5 2016 nha anh em nhé. Đó, Z 5 2016. Con này là có mấy một màu trắng này, còn đâu là còn màu xanh, tím than, màu đen đen đấy. Đó, Z 5 2016, sản xuất được hơn 2 năm rồi anh em ạ. À đâu, 4 năm rồi, 4 năm rồi. Nhưng mà giá của nó thì cực kỳ tuyệt vời, giá của nó chỉ 1.650.000 anh em nhá. Samsung dưới 2 triệu. Đó. Đó, anh em ủng hộ con này Samsung, màn cũng khá là rộng. 1.650.000. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là đây là cây Z3 2016, 1.450.000. Samsung Galaxy Z3 2016. Toàn trắng, 1.450.000 anh em nhé. Z3 2016. Đó. Cái màn ám này 1.350.000 này. Z3 2016. À đâu? Đúng rồi. Z3 2016 anh em nhé. Giá là 1.450.000. Đó. 1.450.000. Còn đây là hai cây Z500. Z500 thì bán với giá là 1.450.000 và 1.350.000. Hai mấy cái kia là Z3 2016 nha anh em nhé. Còn đây là Z500. Samsung Galaxy Z500. Cũng hai cây màu trắng. Nó có khác biệt một chút bởi cái nắp lưng này, vậy cấu hình nha anh em nhé. Đây là con gì đây? Đây là con A700. Samsung A700 anh em nhé. A700 con này chả nhớ bán giá bao tiền nữa. Xé mất cái tem ấy rồi. Tí nữa để em xem lại con này xem nào. À, đây là A310, A310 hai cặp, à một cặp, một hồng và một trắng, giá là 1.700, 1.700 anh em nhé. Samsung A710, con này cực kỳ nhỏ gọn. Đó. Nếu mà mọi người thích nhỏ gọn dòng Samsung thì chỉ có con này thôi, rất là nhỏ gọn, nó cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đấy, tiếp theo đây là cũng A700. À đây, một cặp A700. Cặp A700 1.550.000 anh em nhé, 1.550.000. Samsung Galaxy A700. Đó, một hồng và một xanh đen. 1.550.000. Đó. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là cái dòng này. Dòng Xiaomi Mi Max. Xiaomi Mi Max. Xiaomi Mi Max ấy, đó. Cái cây này thì trước bán rồi và người dùng lại bán lại cho em. Đó, người dùng lại bán lại cho em. Không phải do lỗi gì cả, mà là do màn nó quá to. Màn nó quá to. Họ mua về họ đúc túi quần các thứ nó không 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 được thoải mái. Cái con này nếu mà dành cho những anh em mà thích màn to, pin trâu, giá rẻ thì mua con này là quá là tuyệt vời nha anh em nhé. Xiaomi Mi Max, con này là hai sim, hai sóng. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn con này tận 6,44 inch. Đó, nếu anh em thích màn rộng,
pin trâu, pin con này gần 5.000, pin 4.850 mAh. Đó, camera con này 16 chấm và 5 chấm, chạy con chip Snapdragon là 650 mà giá chỉ có 2,2 triệu. Đó, vân tay đây. Đó, có cả ốp của người dùng đây anh em nhé. Màn rộng pin trâu, nếu anh em thích màn rộng pin trâu thì con này quá là tuyệt vời luôn. Màn cực kỳ rộng. Con này giá 2,2 triệu nhá, Xiaomi 10 Mi Max giá 2,2 triệu. Và đây là chiếc Luna 900S. Luna 900S anh em nhé. Con này thì bên em chưa chạy được tiếng Việt. Màn con này là 5,7 inch, 2K, chạy chip Snapdragon 652, RAM 4GB nha anh em nhé. Bộ nhớ 32GB, camera con này 16 chấm và 13 chấm. Pin là 3020 mAh. Giá con này là 1,7 triệu anh em nhé. Luna 900S, con này thì màn hơi ám và chỉ có mỗi tiếng Anh thôi anh em nhé, chưa chạy được tiếng Việt, bên em chưa chạy được. Nhưng mà cấu hình con này cực kỳ tuyệt vời với mức giá là 1,7 triệu nha anh em nhé. Luna 900S. Đó. Con này nhiều anh em chưa biết đến thương hiệu Luna nhá. Luna là của Hàn Quốc nha anh em nhé. Đó, bên Hàn Quốc bán rất chạy cái dòng này. Tại vì cấu hình với cả pin các thứ, tất cả mọi chức năng của nó là hoàn toàn tuyệt vời nha anh em nhé. Giá thì cực kỳ rẻ, 1,7 triệu con đã sử dụng Luna 900S. À, tiếp theo giới thiệu cho anh em đây là Google Pixel XR. Google Pixel XR anh em nhé. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Đó, chạy Android 8, Android 9. Camera con này là 12 chấm và 8 chấm. Pin con này châu bò, đó là 3450 mAh anh em nhé. Đấy, vân tay được đặt ở đằng sau. Dòng Google này chụp ảnh cực phê luôn anh em ạ. Camera con này 12 chấm và 8 chấm mà chụp ảnh cực phê luôn. Dòng Google nếu anh em so sánh thì chấp tất cả các dòng khác nha anh em nhé. Nếu so sánh trong tầm giá. Đó, màn con này là 5,5 inch, giá là 2,6 triệu. Google Pixel XR, anh em mua về quay video vlog các thứ thì tuyệt vời. Nếu anh em thích màn nhỏ, màn nhỏ thiết kế nhỏ gọn mà cấu hình cao thì đây, Google Pixel 2. Google Pixel 2 anh em nhé, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nha anh em nhé. Màn nhỏ, thiết kế nhỏ gọn mà cấu hình châu bò là Snapdragon 835. Đó, RAM con này 4GB, bộ nhớ con này 64GB, mà 5 inch, camera con này 12.3 và 8 chấm, pin 2007, giá là 3,5 triệu anh em nhé. Đó, 3,5 triệu. Có duy nhất một cây màu đen đây, duy nhất một cây màu đen. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là cây này là cây Sony X-Performance. Sony X-Performance anh em nhé. Sony X-Performance RAM 3GB, bộ nhớ con này là 32GB anh em nhé. RAM 3, bộ nhớ 32, chạy con chip Snapdragon 820 mà giá chỉ có 1,250,000 cho đến 1,350,000. Đó, 1,250,000 cho đến 1,350,000 nha anh em nhé. Máy zin hết, tất cả bên em bán đều là máy zin. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, con chip của nó Snapdragon 820 mà chỉ có 1,350,000, và có những con xấu hơn là 1,250,000 anh em nhé. Đây là Sony Z5. Sony Z5 cũng RAM 3, bộ nhớ 32, nên chip con này kém hơn một chút, đó là Snapdragon 810 anh em nhé. Snapdragon 810, và con này thiết kế lại vuông vắn, đẹp hơn con Sony X-Performance. Anh em nếu mà thích con này thì giá con này là 1,250,000 nhá. Có duy nhất một cây màu hồng Sony Z5, 1,250,000. Màn con này là màn con này nhớ lại xem là màn con này bao nhiêu nhỉ. Màn con Sony Z5 là 5,2 inch anh em nhé. Đó, và đây là Sony XZ1. Sony XZ1 có màu đen và màu xanh, bản quốc tế Xperia đấy nhá. Máy zin nguyên áp suất nha anh em nhé. Nguyên áp suất kháng nước kháng bụi, vân tay vẫn còn cực kỳ đẹp. Đó, nguyên áp suất kháng nước kháng bụi, vân tay cực kỳ đẹp nhá. Đã test full chức năng hết, ok cho anh em nhé. Con này cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chip cũng cực kỳ mạnh nha anh em nhé, là Snapdragon 835. Đó, màn con này 5,2 inch, camera con này 19 chấm và 13 chấm, pin là 2007, một sim. Đó, giá con này là 3,8 triệu, hỗ trợ sạc nhanh anh em nhé. Dòng này hỗ trợ sạc nhanh, giá là 3,8 triệu. Đó, tiếp theo là giới thiệu cho anh em là đây là Sony XZ thường. XZ thường thì có một cây máy zin đẹp nhưng mà mất áp, giá là 1,750,000 anh em nhé. Vân tay vẫn còn rất đẹp, 1,750,000. Và đây là cây XZ thường xấu, giá 1,500,000. XZ thường xấu, loại xấu, rẻ hơn ở 250,000 đến 350,000 nha anh em nhé. 1,500,000. Đây là Xiaomi Redmi 5A. Xiaomi Redmi 5A thì con này 2 sim nha anh em nhé. Giá là 1,3 triệu.
pin 3000 các anh em ạ, pin 3000, bộ nhớ con này 16GB, RAM 2, bộ nhớ 16, pin 3000 mà giá chỉ có 1 triệu 3 anh em nhé. Nếu anh em sử dụng hai sim mà lại giá rẻ thì con này là tuyệt vời nhất trong các dòng máy của bên em đang bán đây rồi. Đó, hai sim, hai sóng. 1 triệu 3 nha anh em nhé. Xiaomi Redmi 5A. Đây là Oppo A57 hay tên gọi khác của nó là Oppo F3 Lite. Đó, dòng Oppo thì bên em duy nhất bán cái dòng này thôi nhé anh em nhé, chưa bán cái dòng nào khác cả. Đó, và hiện tại cũng chỉ còn duy nhất cái dòng này. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Camera con này 16 chấm và 13 chấm. Màng này 5,2 inch, chạy con chip Snapdragon là 435, hai sim hai sóng, 4G Wi-Fi nha anh em nhé. Pin con này cũng 2009 là khá là châu bò đấy anh em ạ, pin 2009, giá là chỉ 1.850.000. Đây là Oppo A57, Oppo F3 Lite anh em nhé, 1.850.000. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là đây là cây J710 anh em nhé, Samsung J710 J7 2016, giá 2.050.000 anh em nhé. J710 J7 2016, 2.050.000. Con này là màn 5,5 inch, bộ nhớ 16GB, RAM 2, pin 3300 nha anh em nhé. 3300. Đó, camera con này 13 chấm và 5 chấm. Giá là 2.050.000. Còn duy nhất một cây màu, đây là một cây màu vàng anh em nhé, duy nhất một cây màu vàng. Đó, tiếp theo là đây là cây gì đây? J3 2016 thì nãy vừa giới thiệu cho anh em rồi. Đây là A500 của hai cây 1.350.000 nhá. Samsung Galaxy A500 màu trắng. A500 nha anh em nhé, màu trắng. Con này là màn 5 inch, RAM 2, bộ nhớ 16. Đó, pin là 2300. Camera con này là 13 chấm và 5 chấm, giá là 1.350.000. Có hai cây màu trắng, máy đẹp. Tiếp theo và cuối cùng là Samsung Galaxy. Samsung Galaxy thì bên em có còn vài cây. Tại vì giá con này là dòng Samsung rẻ nhất bên em bán nên bán cũng khá là ok anh em ạ. Samsung Galaxy cái này là 1.150.000, à 1.100.000 mà hơi bị phản quang, và những cái cây này là 1.250.000 nha anh em nhé. Samsung Grand Max đó, giá rẻ nhất của bên em rồi. Máy bên em bán toàn máy zin sách tay nguyên cây nhá, nguyên chiếc nhá anh em nhá, không có loại là về đóng lại đâu anh em nhá. Máy zin đây, bóc rõ cho anh em xem đó. Video của em đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và chia sẻ video giúp em nhá. Đó, ngoài ra anh em thì bấm đăng ký và bấm chuông để anh em biết được là khi nào em lên video, và nếu đăng ký không ấy thì anh em không có thông báo về khi nào lên video, và có khi là nhiều khi anh em muốn mua máy nhưng mà mãi sau anh em mới xem được video và thì nó lại hết mất. Đó, xin chào và tạm biệt anh em.